Trưa nắng như thiêu đốt, chị Lâm Thị Thu Tuyết, quê tỉnh Sóc Trăng, đi bán vé số ngang qua, đã dừng chân mở tủ, lấy hai gói mì và một chai nước. Chiếc tủ này trở nên thân quen với chị và những đồng nghiệp xa quê bán vé số mưu sinh. Bữa cá thì em lấy bánh mì với nước chanh suối. Bây giờ em mấy gói mì giờ đem về ăn. Giờ người nhà đủ ăn rồi chứ không có lấy gì. Để còn mấy phần người khác ăn. Rất là cảm ơn những người bỏ cái đó giúp đỡ mấy bà con khó khăn. Những người dân sinh sống gần giao lộ Nguyễn Văn Bứa, quốc lộ 22, huyện Hóc Môn cho biết, chiếc tủ này chỉ mới xuất hiện vài tuần qua, không ai biết chủ nhân thực sự của chiếc tủ này, nhưng chắc chắn đây là một hành động đẹp, làm ấm lòng người nghèo thực sự cần những gói mì, chai nước lọc như thế này. Phải là cái thùng đó mình không biết, sáng nay mình thấy có người bỏ vào đó. Nhìn mình có người ta đi xe máy thì như là ta biết cái chỗ đó thì đi ngang ta cũng bỏ vào thôi. Bỏ vào bình thường thì cũng có người lấy ra, đa số là bánh mì không. Quá ấm lòng cho tôi thấy rất là ấm lòng luôn á, rất là tốt đó. Tốt cho những người khó khăn, bây giờ cuộc sống cũng khó khăn nên những người mà ta cơ nhỡ này nó đi ngang thấy người ta cũng đỡ được một phần nào đó.